Quý vị thân mến, vào mùa xuân năm 1975, sau khi để mất Tây Nguyên, thế phòng thủ chiến lược của địch bị rung chuyển nghiêm trọng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Huế-Đà Nẵng lấy tên là Mặt trận 475. Chiến trường được phân thành hai khu vực, Trị Thiên Huế và Quảng Nam Đà Nẵng, trong đó mục tiêu chủ yếu là Huế-Đà Nẵng. Chiến dịch tiến công Huế-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 3 năm 1975. Trong video này, hãy cùng chúng tôi nhìn lại cuộc tiến công thần kỳ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng và sự thất bại thê thảm của quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của những viên tướng được cho là tài ba nhất nhì chế độ cũ. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng mở toang cánh cửa thép giải phóng Sài Gòn. Mùa xuân năm 1975, viên tướng Ngô Quang Trưởng, nổi danh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó đang là tư lệnh vùng 1 chiến thuật, đã bị sử dụng như một bung sung trong những nỗ lực vãn hồi tình hình đầy tuyệt vọng của chính quyền Sài Gòn trước các đợt tấn công như vũ bão của quân ta. Theo một số tư liệu còn lại đến nay, có thể thấy, Ngô Quang Trưởng đã bị cấp trên của ông ta xoay như con quay đến tẩu hỏa nhập ma trước mệnh lệnh bất nhất đến từ Tổng Thiệu và nội các của ông ta. Cuối cùng, cũng như những tướng chóp bu khác của chế độ Sài Gòn, ông ta cũng phải bỏ của chạy thoát thân trên một con tàu Mỹ để di tản khỏi Sài Gòn. Sau này khi đã yên vị ở nơi đất khách quê người, Ngô Quang Trưởng đã bày tỏ sự bất mãn của bản thân mình. Ông ta cay đắng đổ hết trách nhiệm về việc để mất Đà Nẵng cho ông Thiệu. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng trong chính chế độ Sài Gòn, những tài liệu sau này được phát giác cho thấy, thật ra thì không chỉ Tổng thống Thiệu mà ngay cả Ngô Quang Trưởng cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề về sự sụp đổ nhanh chóng của bộ máy quân sự Việt Nam Cộng Hòa trong mùa xuân năm 1975. Đó là chuyện nội bộ của một chính thể tay sai cho ngoại bang, sau khi phải ăn trái đắng của sự thất bại thảm hại. Còn sự thật khách quan thì như ai cũng đã thấy, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, những chiến sĩ giải phóng quân có trong tay vũ khí chiến đấu nghèo nàn lạc hậu dưới sự chỉ huy của các tướng tài ba. Họ đã đứng lên trường kỳ kháng chiến trong gian khó, cuối cùng đánh bại cả một chính thể được cường quốc số 1 thế giới lúc bấy giờ chống lưng. Còn về phía ông Ngô Quang Trưởng, mặc dù cố tỏ ra là một hảo hán, nhưng sau này khi nhìn lại, ông ta có vẻ đã trở thành trò cười trong mắt của thiên hạ. Khi hôm trước vừa hùng hồn tuyên bố tử thủ Huế hay Đà Nẵng, mà hôm sau lại phải tức tốc di tản theo lệnh từ Sài Gòn như một tên hèn nhát sau cùng. Cuối cùng, Ngô Quang Trưởng đã phải đào tẩu khỏi Tổ quốc trên chuyến bay do Nguyễn Cao Kỳ lái ra hạm đội 7 của Mỹ đang neo đậu ngoài khơi. Câu chuyện diễn ra như sau. Trên đường đào thoát, Nguyễn Cao Kỳ đã ghé vào trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn và bắt gặp Ngô Quang Trưởng đang ngồi ở đó, chân chân nhìn vào bản đồ và hút thuốc. Lúc này tại đây đã rất vắng người vì đa phần nhân sự đều mạnh ai nấy chạy. Thế là Nguyễn Cao Kỳ rủ Ngô Quang Trưởng lên máy bay để di tản cùng mình. Vợ con ông ta phải chạy thoát thân khỏi Việt Nam bằng tàu thủy. Gia đình họ đã gặp lại nhau trong trại tị nạn trên đảo Guam. Chúng ta hãy tiếp tục nhìn lại toàn bộ chiến dịch Huế-Đà Nẵng năm 1975. Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra cũng là lúc quân khu Trị Thiên, quân đoàn 2, theo sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, mở chiến dịch Trị Thiên, Huế nhằm bao vây, tiêu diệt tập đoàn phòng ngự thuộc quân đoàn 1, quân khu 1 Ngụy ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tháng 3 năm 1975, Tổng thống Ford đã cử tướng Wei Yan sang đánh giá tình hình chiến trường Việt Nam. Ông ta báo cáo về cấp trên nội dung như sau. Tình hình quân sự của Việt Nam Cộng Hòa đang lâm vào tình trạng nguy ngập và sự tồn tại của Nam Việt Nam là rất mong manh. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đang bên bờ vực của một thất bại quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa dự tính tiếp tục chống cự với phương tiện có trong tay và nếu có thời gian lấy lại sức, có thể tái tạo khả năng chiến đấu, tùy thuộc vào sự viện trợ khẩn cấp về trang bị vũ khí, khí tài của phía Mỹ. Tôi cam đoan là chúng ta có bổn phận phải cống hiến sự hỗ trợ này cho họ. Ngày 20 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Tối cao của Hà Nội đã chỉ thị cho mặt trận B4 và quân đoàn 2 xuất toàn lực để cắt quốc lộ 1 và cô lập thành phố Huế. Chỉ thị này được đưa ra sau khi một điệp viên nằm vùng của ta trong dinh của Thiệu đã báo cáo về Hà Nội quyết định bỏ đất ở miền Trung của Thiệu.
Từ bản báo cáo ấy, quân giải phóng hiểu rằng phải tiến quân thật mau trước khi chủ lực của quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa có thể rút về cố thủ tại một số cứ điểm hoặc được rút về Sài Gòn. Thi hành chỉ thị mới từ Hà Nội, quân giải phóng tung sư đoàn 324B và sư đoàn 325C đánh vào các vị trí của sư đoàn 1 bộ binh và của liên đoàn 15 biệt động quân ở phía Nam Huế. Về phía địch, ngay khi biết tin quân ta phát lệnh tiến công Huế, thì ngày 22 tháng 3, địch vội vàng bố trí lực lượng như sau. Sư đoàn 1 và liên đoàn 15 biệt động quân đóng tại Thừa Thiên. Sư đoàn 3 và liên đoàn 14 biệt động quân đóng tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Sư đoàn 2 và 2 liên đoàn biệt động quân 11-12 bảo vệ Quảng Tín, Quảng Ngãi. Sư đoàn dù và thủy quân lục chiến có nhiệm vụ làm cơ động chủ bị. Các đơn vị yểm trợ gồm trên 10 đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn phòng không, 1 lữ đoàn thiết kỵ. Hải quân gồm các giang đoàn xung phong, trục lôi, tuần thám tại Thuận An, các duyên đoàn tại cửa Việt, tại Thuận An, Tư Hiền. Sư đoàn 1 không quân đóng tại Đà Nẵng. Tổng quân số của quân đoàn 1 vào khoảng 90.000 chủ lực và 75.000 địa phương quân, nghĩa quân. Tại cơ quan đầu não chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn lúc này, liên tục diễn ra các cuộc họp gấp, bao gồm Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh chỉ huy quân sự liên quan, như là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn và tướng Ngô Quang Trường. Các cuộc họp này chỉ xoay quanh vấn đề nên giữ lại những phần nào của quân đoàn 1, nhất là việc có hay không nên giữ Huế. Tuy nhiên có bàn tính đến cả trăm buổi họp thì cũng không thể thay đổi được tình thế lúc này. Tướng Ngô Quang Trường khẳng định với Thiệu vào ngày 20 tháng 3 rằng có khả năng không giữ nổi Huế và Đà Nẵng cùng lúc vì tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1 báo cáo là quân đội Bắc Việt đã bắt đầu pháo vào bộ chỉ huy rồi. Lúc này tình hình binh sĩ miền Nam sa sút rất nhanh, các đơn vị xin viện trợ lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men liên tục được gửi về trong khi chính phủ miền Nam đã cạn kiệt. Đến ngày 23 tháng 3 thì Huế đã bị cô lập và chỉ còn liên lạc được với bên ngoài bằng đường biển. Đại bác của quân giải phóng đã bắn vào Huế và các đơn vị còn lại của biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với sư đoàn 1 vừa chống cự vừa rút dần về phía Huế. Ở phía Bắc Huế, biệt động quân giữ tuyến sông Mỹ Chánh đã bị chọc thủng, nhưng lữ đoàn thủy quân lục chiến 3.000 người lại lập được một phòng tuyến ở bên ngoài Huế chừng 8 cây số dọc theo con sông Bồ. Đêm hôm ấy, bản doanh của quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa thông báo cho cố vấn trưởng của Mỹ tại vùng 1 và tổng lãnh sự Mỹ Francis rằng quân giải phóng đã lại đánh bọc sườn sư đoàn 1 và rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chặn được đối phương nữa. Mấy người Mỹ còn lại tại Huế được trực thăng trở tới Đà Nẵng. Đại họa cho quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa diễn ra từ phút này. Tổng trưởng kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng đã kể lại. Ngày 25 tháng 3 năm 75, một cuộc họp tại Dinh Độc Lập dưới quyền chủ tọa của Tổng Thiệu lúc 9 giờ 30 phút sáng. Các tin xấu liên tục của chiến trường khiến tất cả im lặng và cùng nghiên cứu bản đồ. Sau khi tướng Khuyên trình bày về tình hình quân khu 1 và 2, Tổng thống Thiệu nhấc máy điện thoại gọi tướng trưởng hỏi xem có giữ được Huế hay không. Ông trưởng trả lời nếu có lệnh thì giữ, mà có giữ thì cũng chỉ được một ngày hai ngày. Nghe xong câu trả lời của trưởng, ông Thiệu bắn ngay lệnh. Vậy nếu không giữ được, phải quyết định ngay, và nếu quyết định bỏ Huế thì phải làm cho lẹ. Như vậy coi như là đã có lệnh rút khỏi Huế của Nguyễn Văn Thiệu. Cùng ngày ban lệnh bỏ Huế, Tổng Thiệu cho Thảo một bức thư cầu cứu Tổng thống Phò, mở đầu có câu. Thưa Tổng thống, lúc lá thư này tới tay ngài, thành phố Huế có lẽ đã bị bỏ ngỏ và rất có thể chính Sài Gòn cũng bị đe dọa. Lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 1975, tin rằng mình thi hành đúng lệnh bỏ Huế và cứu lấy tối đa sinh mạng các binh sĩ vùng 1, tướng trưởng ra lệnh rút mọi đơn vị chiến đấu ra khỏi thành Huế. Thủy quân lục chiến và các đơn vị ở phía Tây và phía Bắc Huế sẽ rút ra bờ biển, phía cửa Thuận An, để chờ được tàu trở đi. Sư đoàn 1 sẽ yểm trợ cuộc rút lui của họ và sư đoàn 1 cũng sẽ rút về phía bờ biển. Các đơn vị thủy quân lục chiến tiến về cửa Thuận An trong trật tự vào ngày 25 tháng 3. Tuy rằng dọc đường họ phải mất khá nhiều thời gian để dồn thường dân đi khỏi vùng đất ở bờ biển, vì tại đó binh sĩ và chiến cụ sẽ tập trung để lên tàu. Nhưng đến khi sư đoàn 1 bắt đầu rút theo sau thủy quân lục chiến, thì câu nói tiên tri đen tối của chuẩn tướng Điềm, ai lo cho người nấy, đã thành sự thật. Hàng chục ngàn người, binh sĩ và thường dân trộn lẫn vào nhau và hối hả đi về phía bờ biển. Thế là sư đoàn 1 bị kẹt cứng trong cái biển người ấy. Một phần bị ảnh hưởng
vì lời tiên tri của tướng Điểm, một phần nữa vì quá lo cho thân nhân, nên một số binh sĩ bắt đầu bỏ đơn vị để đi tìm gia đình của họ. Ở sau lưng họ, quân giải phóng đã tới cửa đông thành Huế và bắt đầu kéo cờ lên. Đến buổi trưa thì có nhiều binh sĩ và thường dân đã dồn tới vùng biển. Đám đông tập trung ở vùng biển nháo nhào, chen lấn la hét, gây kinh hoàng cho những người đang chờ được tàu trở đi. Về phía quân ta, sáng ngày 25 tháng 3, các cánh quân từ các hướng tiến công tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch rút chạy ở cửa biển Thuận An và Tư Hiền. Tiếp đó, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng chiếm giữ các căn cứ quân sự, các cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa và truy quét toàn bộ quân giặc. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3, lá cờ cách mạng tung bay trên đỉnh Phú Văn Lâu, đánh dấu sự kiện thành phố Huế hoàn toàn giải phóng. Ngày hôm sau, sư đoàn 1 của Ngụy bị tiêu diệt, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng lừng lẫy này như một đòn phủ đầu chí mạng, giáng vào kế hoạch phòng ngự co cụm chiến lược mới của địch ở vùng đồng bằng ven biển miền Trung, uy hiếp quân địch ở Đà Nẵng từ hướng Bắc. Nhóm lính vô kỷ luật lấy đi cơ hội cứu hàng ngàn binh sĩ. Theo thông tin từ Hồ Văn Kỳ Thoại, một sĩ quan hải quân Sài Gòn cho biết, ông ta nhận được lệnh từ đêm hôm trước là phải ngay hôm sau di tản 50.000 người đang chờ trên bờ biển về Đà Nẵng. Không có một kế hoạch nào được đưa ra trong tình thế nguy cấp này. Ông ta chỉ còn biết cố gắng hết sức để đưa được nhiều người di tản nhất có thể. Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, khi mà nước thủy triều thì dâng cao, cộng thêm tiếng đại bác bắn không ngừng của quân giải phóng đã bủa vây tứ phía. Những người chờ di tản, bao gồm cả lính lẫn dân, đều trong tình trạng hoảng loạn và vô kỷ luật. Ví như, một toán binh sĩ vô kỷ luật đã dí súng vào đầu viên sĩ quan hải quân và bắt ông ta phải chở họ đi ngay đến Đà Nẵng. Vài chục tên lính vô kỷ luật ấy đã lấy đi cơ hội cứu hàng ngàn binh sĩ khác. Kết quả là có nhiều người đã cố lội xuống nước để băng sang bên kia vùng biển, nhưng họ đã bị nước cuốn trôi. Có rất nhiều người tử nạn vì bị nước cuốn. Sau này một số người về được tới Đà Nẵng đã buồn bã kể lại câu chuyện mà chính họ chứng kiến. Đó là chuyện về 5 viên tiểu đoàn trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cùng nhau tách ra khỏi đám đông lẫn lộn vào những phút chót của sự chờ đợi được tàu hải quân chở đi. 5 viên sĩ quan ấy đều nói lời từ biệt với đám đông rồi tiến về phía trước và tự sát bằng súng lục của mình. Sự ra đi trong hoảng loạn và bất lực tột cùng của 5 viên sĩ quan trên đã phản ánh một phần cái thảm trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của kẻ đứng đầu là Nguyễn Văn Thiệu. Mệnh lệnh ban ra chưa kịp thi hành thì đã thay đổi, rồi lệnh này lại trái ngược hẳn với lệnh kia. Đang ở vị trí mạnh thì buộc phải rút bỏ, do đó binh sĩ bối rối và chung cuộc, thiếu cấp chỉ huy ở bên họ thì chắc chắn phải tan rã trong hỗn loạn và tủi nhục. Sư đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa trước đó được coi như linh hồn của quân đoàn 1, đơn vị chủ lực bảo vệ cố đô Huế, giờ đây đã phải chịu cái kết bi thảm. Trước đó, họ chiến đấu chỉ vì để bảo vệ thân nhân của họ, vì hầu hết lính trong đơn vị này có gia đình ở Huế. Chính vì vậy, khi họ biết cấp trên ban lệnh bỏ rơi quê hương họ, thì khó mà giữ vững tinh thần chiến đấu. Ngay khi Thiệu ban lệnh bỏ Huế, đa số các sĩ quan binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã không còn giữ được kỷ luật. Trong đêm 25 tháng 3, chừng 7.000 binh sĩ, tức là khoảng 2/3 của sư đoàn 2, và 3.000 thường dân đã được trở ra khỏi Đà Nẵng để tới Cù Lao Ré, cách Đà Nẵng chừng 50 cây số. Sư đoàn 2 này đã mất rất nhiều chiến cụ và đồ trang bị, cho nên cần phải có thêm khá nhiều thời gian tái trang bị trước khi có thể trở lại chiến đấu cho mặt trận Đà Nẵng. Còn thảm kịch của quân đoàn 1 và vùng 1 mới chỉ bắt đầu. Khi mở cuộc tấn công ở phía Bắc Đà Nẵng, quân giải phóng cũng mở một mặt trận khác ở phía Nam, khi tung ra một trung đoàn có chiến xa tăng cường để tiến chiếm Tam Kỳ, cắt quốc lộ 1 ở nửa đường đi Chu Lai, là nơi đang có bản doanh của Sư đoàn 2 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Lúc tướng trưởng đang cố gắng lập kế hoạch phòng thủ mới cho vùng 1 với những gì còn lại trong tay, thì một phái đoàn sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu lại tới, mang cho ông ta một tin rất quay cuồng. Thiệu ra lệnh phải cho Sư đoàn Thủy quân Lục chiến trở về Sài Gòn ngay để tham dự việc phòng thủ quân khu 3. Ông trưởng nói rằng không thể được, vì không có Sư đoàn Thủy quân Lục chiến thì làm sao bảo vệ được Đà Nẵng. Phái đoàn Bộ Tổng Tham mưu nói rằng không thể trái lệnh của Thiệu và họ đề nghị nên dùng sư đoàn 2 thay thế cho sư đoàn thủy quân lục chiến bảo vệ Đà Nẵng. Tướng trưởng đành phải nghe theo. Ông ta xin các tàu đổ bộ từ Sài Gòn tới để di chuyển sư đoàn 2.
Ở đây, lại thêm một lần nữa, vì kế hoạch thiết lập vội vàng nên đã đưa tới nhiều thiệt hại nặng nề cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cùng thời điểm, lực lượng vũ trang quân khu 5 phối hợp với quần chúng cách mạng nổi dậy, tấn công sư đoàn 2 Ngụy, đạt được những thắng lợi như sau. Giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, giải phóng toàn bộ phía Nam quân khu 1, tạo thế uy hiếp địch từ phía Nam Đà Nẵng. Thành công ở Trị Thiên, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Chu Lai và việc tiêu diệt các sư đoàn 1, 2 của đối phương đã phá tan một bộ phận quan trọng trong kế hoạch co cụm giữ Đà Nẵng của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến lên tiêu diệt địch ở Đà Nẵng. Bộ Tổng Tư lệnh nhận định, sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, địch muốn giữ Đà Nẵng cũng không được. Bộ Chính trị Quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch giải phóng Đà Nẵng với tinh thần kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất và với lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất. Địch liên tiếp chuốc lấy thất bại sau Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố tử thủ Đà Nẵng bằng mọi giá. Đà Nẵng trong nhận định của chúng là một căn cứ quân sự liên hợp hải, lục, không quân hiện đại, mạnh bậc nhất ở miền Nam. Mặc dù lực lượng còn rất lớn nhưng đã hoàn toàn bị cô lập. Thực hiện mệnh lệnh tử thủ, ngày 26 tháng 3, tướng Ngô Quang Trưởng thu gom lính các đơn vị chừng có 75.000 quân, lập thành hai tuyến phòng thủ quanh Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3, quân giải phóng tấn công quyết liệt và chiếm được các cứ điểm Phú Gia, Hải Vân cùng các vùng lân cận. Quân đoàn 1 của quân đội Sài Gòn chỉ còn sư đoàn 3 bộ binh và 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến. Sư đoàn 1 và sư đoàn 2 bộ binh đã bị giã ngũ hoặc lên tàu di tản nên quân số còn rất ít. Quân đội Sài Gòn ở Đà Nẵng rệu rã, mất quân, cộng với cả triệu người tị nạn hoảng loạn tìm đường sống, làm cho tình hình trở nên không thể kiểm soát. Sáng ngày 28 tháng 3, bộ đội ta đã thành những mũi tiến công dồn dập, mạnh mẽ vào Đà Nẵng. Từ mọi hướng khác nhau, đồng bào cùng nhau chung sức, cùng các lực lượng tự vệ, biệt động trong và ngoài thành phố nổi dậy, phối hợp nhịp nhàng với bộ đội chủ lực như vũ bão đánh chiếm các mục tiêu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, sân bay, quân cảng, tòa thị chính, đánh phá khu nhà lao, giữ gìn các cơ sở kinh tế, các công trình văn hóa. Đến 17 giờ cùng ngày, binh lính sư đoàn 3 bộ binh tan chạy, khiến lực lượng thủy quân lục chiến hở sườn và bị đánh vô hồi. Các đơn vị dưới quyền của tướng Ngô Quang Trưởng không còn chỉ huy được binh lính. 3.000 tân binh tại trại huấn luyện Hòa Cầm đã nổi dậy phá doanh trại, ra hàng quân giải phóng hoặc bỏ về nhà. Trong ngày 28, hầu hết binh lính Sài Gòn đã rệu rã tinh thần và ở trong tình trạng là hoảng hốt cao độ. Vì vậy, việc di tản người Mỹ và nhân viên người Việt tại Đà Nẵng diễn ra khá mệt mỏi và phức tạp. Alan Dawson viết trong cuốn sách 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ đã mô tả: binh lính giã ngũ nổi loạn, cố sức thoát ra hoặc vơ vét cái gì có thể kiếm được trong khoái lạc bắn giết và cướp bóc. Các tướng tá thì đang hoạch định các chuyến bay để bí mật trốn thoát. Sự hủy hoại, vơ vét, trộm cướp và hãm hiếp tiếp diễn. Người chỉ huy đứng đầu Ngô Quang Trưởng cũng tỏ ra nỗ lực thực hiện các biện pháp vãn hồi trật tự và tái trang bị các đơn vị di tản, nhưng dường như mọi việc đều trở nên vô nghĩa khi không còn đủ quân tác chiến để thực hiện kế hoạch. Hầu hết các quân nhân, thậm chí là gần như toàn bộ sĩ quan chỉ huy đơn vị của quân đội Sài Gòn đã giã ngũ, bỏ trốn. Tình thế thảm bại như vậy mà quân đoàn 1 vẫn cố đấm ăn xôi, ban lệnh ứng chiến tại các tuyến phòng thủ. Tới chiều ngày 28, quân giải phóng đã chiếm được toàn bộ các ấp xã quanh Đà Nẵng. Lực lượng địa phương quân, binh sĩ các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa giã ngũ hoàn toàn. Phi trường hải quân cũng bị pháo kích cấp tập. Trước tình thế nguy khốn bủa vây, Ngô Quang Trưởng gọi về xin Thiệu cho trợ giúp để di tản bằng đường biển. Và đến đêm 22 giờ cùng ngày thì chính thức ra lệnh bỏ Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3, hồi 5 giờ 55 phút sáng, cứ điểm phòng thủ vòng ngoài cuối cùng của quân đội Sài Gòn ở phía Nam Đà Nẵng là Vĩnh Điện đã bị quân giải phóng đánh chiếm. 6 giờ 30 phút, các cụm chốt trên đèo Hải Vân của quân đội Sài Gòn bị tiêu diệt. Quân giải phóng tràn xuống đánh chiếm kho xăng Liên Chiểu, cầu Nam Ô, cầu Trịnh Minh Thế, mở đường cho xe tăng tiến ra bán đảo Sơn Trà và quân cảng Tiên Sa. Sương mù bao phủ dọc theo bờ biển, ngoài khơi các tàu di tản đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng thủy chiều thấp không vào được bờ nên quân đội Sài Gòn di tản phải lội ra biển dưới làn pháo của quân giải phóng. Khoảng 6.000 lính thủy quân lục chiến, 3.000 lính sư đoàn 3 bộ binh và lính của các đơn vị khác lên được tàu cùng với dân di tản.
Ở hướng Nam, quân giải phóng được tăng cường một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã đánh chiếm khu vực Bà Rén lúc 9 giờ sáng. Tướng Ngô Quang Trưởng lệnh cho sư đoàn 10 quân dùng 4 phi đội A-37 đánh sập cầu Bà Rén và cầu Câu Lâu nhưng không cản được quân giải phóng vượt sông bằng xuồng, ghe, bè. Lúc 9 giờ 30, trước nguy cơ thua cuộc đã gần kề, tướng Ngô Quang Trưởng và các chỉ huy cao cấp của quân đội Sài Gòn còn lại tại quân khu 1 đã dùng trực thăng ra tàu HQ-404 chạy trốn. Đến 12 giờ ngày 29 tháng 3, quân giải phóng chiếm được sở chỉ huy quân đoàn 1. Ở hướng Tây Bắc, quân giải phóng có một tiểu đoàn xe tăng phối hợp tấn công chiếm sở chỉ huy sư đoàn 3 bộ binh và toàn bộ khu vực Phước Tường, Hòa Khánh. Tất cả các mục tiêu quan trọng như là tòa thị chính, sân bay Đà Nẵng, sân bay nước mặn, đài phát thanh, đi cảnh sát, ngân hàng quốc gia, trụ sở quân tiếp vụ đều đã lọt vào tay cách mạng. Chiều ngày 29 tháng 3, quân ta làm chủ hoàn toàn căn cứ liên hợp Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Đến 17 giờ, giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng, nhân dân thừa thắng xông lên, tước vũ khí địch, cả một vùng trời hân hoan niềm vui chiến thắng. Có gần 90.000 sĩ quan, binh lính quân đội Sài Gòn và nhân viên dân sự của Việt Nam Cộng Hòa không di tản được đã ra trình diện chính quyền quân quản. Chỉ trong 32 giờ, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn căn cứ quân sự liên hợp mạnh vào bậc nhất của địch, giải phóng thành phố lớn thứ hai của miền Nam. Nối tiếp thắng lợi của Huế, Đà Nẵng, chiến trường Tây Nguyên quân ta cũng quét sạch quân thù. Từ đó, các binh đoàn chủ lực của ta mở rộng thế trận xuống các tỉnh ven biển miền Trung, cùng với lực lượng tại chỗ tiến công và nổi dậy, giải phóng tỉnh Bình Định, Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Quý vị thân mến, chiến dịch Huế-Đà Nẵng, trận then chốt thứ hai đại thắng đã làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống phòng ngự chiến lược của Nguyễn Văn Thiệu ở miền Trung, xóa bỏ quân khu 1, trực tiếp đập tan âm mưu co cụm chiến lược của địch, không để cho lực lượng đối phương rút về tăng cường phòng thủ quanh Sài Gòn, đẩy chúng vào tình trạng tuyệt vọng. Cùng với chiến dịch Tây Nguyên, chiến thắng vang dội Huế-Đà Nẵng góp phần quyết định làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng về mặt chiến lược, tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh hoàn toàn có lợi cho ta. Với 5 tỉnh liên hoàn ở duyên hải miền Trung Trung Bộ được giải phóng, quân và dân ta đã giành thêm một địa bàn chiến lược rất quan trọng, tạo ra thời cơ mới và một thế trận mới để nhanh chóng hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.